Ok, và xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel mình. Yeah, và mình là Anh đó. Và ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video. Đó là hướng dẫn các bạn cách làm một cái thanh kiếm có khả năng, đó là phóng ra những cái con cá sấu ấy. Thì loại thứ nhất, đó, các bạn nhìn nhá, dưới đây có một con Reaper này. Chết. Đấy, các bạn thấy ghê chưa? Đó. Oh my god. Và loại thứ hai là loại dễ dùng hơn. Đó là loại bóng tuyết. Đây. Phiu. Đó. Bay. Bay. Đó. Đầu tiên, mình hướng dẫn các bạn làm cái thanh kiếm trước nhá. Cái thanh kiếm này có khả năng phóng ra những cái con cá sấu và tiêu diệt đối phương. Thì đầu tiên các bạn cần cho mình đấy một cái command block, một cái máy so sánh đá đỏ, một cái máy lọc đá đỏ, một cái redstone và một thanh kiếm. Đấy, các bạn chỉ cần vậy thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt vào đây một cái command block, đặt ở đây một cái máy so sánh đá đỏ, máy lọc đá đỏ. Và cuối cùng các bạn đặt như vậy. Ok. Giờ chúng ta sẽ kích hoạt cái này. Đó. Và nối lại với nhau. Rồi. Như vậy. Tiếp theo các bạn sẽ nối một cái đường vòng như vậy. Đó. Và ở đây các bạn sẽ đặt một cái command block. Ok. Cuối cùng chúng ta sẽ viết hai cái lệnh. Và đây chính là cái lệnh đầu tiên. Đến với cái lệnh thứ hai, nó sẽ dài hơn một tí. Các bạn ghi theo mình nhá. Mũ 2. Tuyệt vời. Vậy là các bạn đã làm xong rồi đấy. Các bạn thấy chưa? Đó. Nhưng các bạn sẽ thấy nó không nhiều như cái lúc nãy phải không ạ? Bởi vì các bạn chỉ làm có một cái command block thôi. Nếu mà các bạn muốn tăng sức mạnh của nó đấy, các bạn sẽ kéo dài ra như vậy. 1, 2, 3, 4. Rồi, chúng ta sẽ kéo dài ra đến tầm này. Rồi, sau đó các bạn sẽ sao chép cái lệnh ở đây. Nếu mà các bạn không thích sao chép đấy, thì các bạn phải tải la bàn cây nhá, để có thể sao chép. Các bạn sẽ bấm lưu này, bấm vào dấu cộng. Lưu. Đó. Tiếp theo, các bạn sẽ sang cái command block thứ hai và ghi tương tự. Bấm vô. Bấm vô cái mà các bạn vừa sao chép đấy. Sửa số 2 thành số 3. Tiếp tục nhá. Rồi đến với cái này. Chúng ta sẽ tiếp tục sao chép. Sửa số 3 thành số 4. Mình nhắc lại lần nữa là các bạn sẽ phải sử dụng cái la bàn cây nhá. Rồi, số 4. Số 5. Số 6. Số 7. Đây. Vậy là chúng ta đã nâng cấp thành công sức mạnh của thanh kiếm Evoker. Khi chúng ta cầm trên tay thanh kiếm này. Oh, wow 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 wow. Sức mạnh của các bạn đấy phải nói là rất là ghê gớm. Nếu như các bạn trên tay cái thanh kiếm này. Còn nếu mà các bạn lười ghi đấy, thì các bạn chỉ cần 1
2, 3. Chỉ cần 3 cái là các bạn đã đủ xài rồi nhá. Bây giờ đấy, mình sẽ thử chiến với cái đàn Creeper này. Giết, 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 giết. Cút ra, cút ra, cút ra. Cút ra để tao thể hiện. Đúng rồi, em cút, cút ra. Cút ra. Nhược điểm của thanh kiếm này đấy là các bạn sẽ không thể tiến về phía trước khi chiến đấu. Nếu mà các bạn tiến về phía trước là các bạn sẽ chết luôn. Đấy là cái nhược điểm lớn nhất của cái thanh kiếm này. Rồi. Chết đấy. Đó. Ở cách thứ hai đấy, cách mà các bạn sẽ sử dụng một quả bông tuyết để ném ra những cái con cá sấu. Thì cách này đấy, nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Các bạn chỉ cần duy nhất một cái command block thôi. Đầu tiên, các bạn sẽ đặt vào đây một cái command block. Sau đó các bạn sẽ ghi cho mình một cái lệnh. Hình như mình viết sai một cái chỗ nào đó. Mình sẽ sửa lại một tí. Qua bên đấy. Qua bên đấy. Đúng rồi, qua bên đấy. Mình viết thừa chữ Q. À không, mình viết sai dấu ngã. Rồi. Vậy là chúng ta đã hoàn thành cái lệnh rồi. Giờ các bạn sẽ chuyển sang repeat và away active. Giờ mình sẽ ném thử một quả băng tuyết nhá. Oh my god. Oh my god. Mình đã tính toán làm sao đấy để cho chúng ta có thể ném bóng tuyết mà không ảnh hưởng đến bản thân. Ném. Đấy, các bạn thấy chưa? Ném. Ném. Chết đấy. Ném. Oh, con này sống dai vãi. Ném. Uầy. お前はもう死んでいる。 何? Oh, 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 oh my god! Oh, are you, are they not recording? Are you recording, Crickshaw? Tất nhiên là quả bóng tuyết này đấy, nó sẽ khó dùng hơn so với thanh kiếm. Nhưng nói về độ đơn giản đấy, thì nó ăn đứt luôn cái thanh kiếm nhá. Và nếu mà các bạn thấy thích cái video này, hãy nhớ like, share và subscribe kênh để có thể cầm được cái video nhất. Và cũng như là đồng minh, ok, bye bye. Đó, lại chết con Creeper nữa rồi. Xem được thì xem, không xem được thì cút. Se no, demo son nan ja dame, mo son nan ja hona, kokoro